To quá. À, xin chào tất cả các bạn nha. À, hiện tại quê mình đang mưa đây các bạn này. Đường đi rất là ướt át. Mưa, hôm nay vợ chồng mình bây giờ vợ chồng mình đang đi lấy giềng các bạn ạ. Hôm nay mình sẽ làm một cái món thịt lợn nhưng mà nấu giả cầy. Đây mấy gốc giềng đây. Ở đây ở dưới này nhà mình trồng rất là nhiều giềng. Đây một gốc này. Ở bên trong cái bụi chuối kia cũng mấy gốc này các bạn này. Ở bên trong kia. Đó, ở dưới trong này rất là nhiều. Mình sẽ lấy ở ngoài này cho nó dễ đi. Đang rất là mưa. Đây ngồi ngoài cho dễ. Quên không lấy dao đi. Cậy cậy cái lên được. Đấy, lấy ở ngoài kia được. Đấy chạm chạm lấy chỗ đấy là được. Thôi ok. Củ này được đấy. Giờ xem. Để em vui cái đất vào. Thôi lấy củ này thôi, ok rồi. Vùi đất vào để cho nó lần sau để cho nó mọc dễ ra cho nó. Đấy đây các bạn. Đây các bạn nhìn thấy đường quê mình này. Đường này dải đá. Đi rất là ướt này, trơn này. Này đi xe máy rất là ngại. Thôi, được rồi, đi về thôi. Vợ chồng đi về chuẩn bị chế biến thôi. Giờ tôi bắt đầu thui này các bạn này. Thui miếng thịt này này. Cái này miếng này là miếng miếng ở cái chỗ chỗ má ấy các bạn ạ. Gần cái chỗ mõm con lợn này. Giờ sẽ thui miếng này với cả một cái miếng một cái chân giò. Tôi đã mua một cái chân giò với cả một cái miếng này để tí nữa lấy về làm giả cầy. Đây miếng này này các bạn này. Giờ sẽ đốt cơm lên thui. Ở ngoài đang mưa nha các bạn nha. Tôi lấy vào chỗ góc chỗ đằng bếp nhà tôi này để làm. Ở ngoài nó mưa thông cảm nhá, ở đây có nó hơi không đủ ánh sáng, các bạn xem thông cảm cho tôi chút nhé. Cho tí nữa, cho xẹp xẹp lên tí nữa mình cạo đi là vừa. Như thế này là vừa. Tí nữa cạo đi như này nó mới ấy các bạn ạ. Đây. À, cháy cháy một tí thì cạo này nó mới là vừa. Tại vì cái này nó cạo nó làm lông lông sống nên không sống được ấy mấy các bạn ạ. Đó, nhìn thấy cạo vừa là thôi đến cái chân này. Thank you.
này nhiều lông quá. Chỗ này mình mới thui cho cháy một tí cạo là vừa các bạn ạ. Ok đấy. Giờ cháy này, tí cạo nó mới vàng các bạn ạ. Được rồi. Đây là rửa rồi. Mình vừa đi rửa về nhé các bạn nhé. Thui xong mình đã rửa về rồi. Cạo mình thui xong mình cạo rửa sạch bằng nước ấm rồi. Hôm nay mình sẽ chế biến theo một có cái gia vị xả này các bạn này. Xả chắc mình chỉ dùng 2 đến 3 củ thôi. Một ít củ hành khô. Đây là giềng nhé các bạn nhé. Giềng vợ chồng mình đi lấy này. Đây là mắm tôm này. Có kẹo đắng để về mình lấy xuống để ít màu cho nó đẹp này. Mình không dùng nghệ. Thường thường là có rất nhiều bạn hay dùng nghệ nhưng mình không dùng nghệ nhé. Mình phải nói trước các bạn là đây là mình làm theo cách của mình nhá. Mình làm ăn nhá. Chứ không phải là mình hướng dẫn các bạn làm nhá. Nếu các bạn nào chia sẻ, các bạn nào mà cảm thấy tham khảo được cách của mình thì các bạn tham khảo nhá. Còn các bạn có cách nào hay hơn thì có thể cho vợ chồng mình biết nhá. Đó, còn tiếp theo đây là mẻ nhá các bạn nhá. Và có cả tương này. Đây là mình tí cho mình sẽ cho một ít rượu vào nha các bạn nhé, để cho nó thơm, cho nồng mùi lên cho nó thơm. Và bây giờ mình sẽ chế biến. Mình sẽ làm dày dày mà làm kiểu ba góc các bạn ạ. Mình sẽ làm kiểu như vậy, mình quen làm kiểu vậy rồi. Đây mình làm theo cách của mình ấy nhá. Mình sẽ cho vào đây luôn. Giờ mình sẽ bắn ra để cho nó giòn giòn nhé. Để tí mình sẽ dã qua một lần các bạn. Riêng này mình sẽ tí lấy về dã nha các bạn nhé. Riêng xả dã cùng nhuyễn nó thơm. Bây giờ mình sẽ lấy về ướp nha các bạn nhé. Cho mắm tôm. Mình sẽ bỏ mắm tôm vào. Mắm tôm vào vừa vừa phải. Cho ít mẻ vào nha các bạn nhé. Thank you.
cho quả tương vào nha các bạn nha. Cái bột canh. Mì chính. Cả mình cho ít kẹo đắng vào cho nó có màu các bạn ạ. Để cho có màu nhìn nó đẹp đẹp một tí. Thì sẽ ướp một lúc xong rồi tí sẽ lấy lên đun. Khi nào đun mình sẽ đổ một ít rượu xuống để cho nó hấp mùi nồng mùi rượu lên cho nó thơm. Mùi gia vị mùi thơm đấy. Mưa ẩm ướt này khó cháy quá. Hôm nay mình sẽ đun ở góc này luôn nha các bạn nhé. Tại vì ở ngoài mưa này các bạn nhìn thấy đây. Đấy, ướt hết sân này các bạn nhìn thấy sân này. Mình sẽ đun ở trong này cho nó đỡ ướt. Nó đụng mỗi một góc này khô thôi các bạn ạ. Đây các bạn nhìn ở đây ngoài mưa đi lại bẩn hết. Đúng, một góc này khô. Ở trong nhà góc bếp kia nhà mình có một cái chỗ bếp củi. Nhưng mà ở trong đấy tối quá các bạn ạ. Trong đấy tối thì quay phim nó không nhìn thấy gì. Nên mình phải chuyển ra ngoài cho quay cho nó nhìn nó rõ một tí. Mình đã ướp được khoảng tầm hơn 10 phút rồi các bạn ạ. Khoảng tầm 10 đến 15 phút rồi đấy. Bây giờ mình sẽ bỏ lên. Thế có kênh không? Kéo cẩn thận kênh đổ xuống là mất ăn. Được đấy. Đổ rượu xuống đi em. Mình sẽ đổ rượu xuống đi nha các bạn nhé. Đổ để tí nữa mình hầm qua cho nó nồng cái mùi rượu lên. Cho nó thơm vừa vừa thôi. Được đấy nhỉ. Được đấy. Ít ít thôi để cho nó nồng rượu lên. Tí nữa mình đảo qua tí nữa cạn cạn mình sẽ thêm một ít nước để mình nấu. Được đấy, ok đấy. Gia vị các thứ ướt hết rồi. Đó, bây giờ mình chỉ công việc là đun bếp củi lên thôi. Mưa để đâm ra củi khó cháy lắm các bạn ạ. Ẩm ướt hết cái củi này. Ngút ngút, có rượu và nó ấy. Thơm quá. Gần cạn nước rồi. Đấy, có rượu, cái rượu vào ấy nó có thể hấp ra nước các bạn ạ. Bây giờ chắc có khi mình sẽ cho một ít ấy vào đi. Ít nước vào. Đấy. Thế các bạn có nhìn thấy này. Nhìn màu này. Đấy, màu giống nhìn như thịt cầy thật. Bây giờ cho ít nước vào nha các bạn nha. Đó, một ít nước thôi, đun cạn chắc là được đấy. Vừa nãy mình đun khoảng tầm 10 mấy phút rồi. Đun cạn chỗ này chắc phải tầm 10 mấy 20 phút nữa. Được khoảng gần tiếng rồi đấy. Ủa. Thơm quá. Chín rồi các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ bỏ ra nhé. Bỏ ra để tí thưởng thức thôi. Như thế rồi các bạn ạ. Ngon chưa? Cái này có cả nước này này. Mình sẽ đơm lên để tí nữa ăn cùng bún là rất là ngon các bạn ạ. Đơm như ấy, đơm cái đầy đầy bát vào. Cắn xương rồi. Cái này vừa nãy mình thử rất là nhừ ăn ngon lắm không?
Cơm đây đầy rồi. Hơn một tô đầy. Ui, các bạn nhìn thấy ngon chưa? Ở trong phong này, nồi vẫn còn nha các bạn này. Đây, vẫn còn. Bỏ ra nhá. Hôm nay vợ chồng mình sẽ thưởng thức luôn ở đây nha các bạn, thông hết sức thông cảm nhá. Tại vì ở trong nhà nó tối các bạn ạ. Với cả ra ngoài ấy nó mưa. Đấy các bạn này. Nhìn ngon chưa? Hôm nay vợ chồng mình sẽ ăn kèm thêm là bún nhá các bạn nhá. Đi ra ngoài tí cho nó sáng. Đây các bạn nhìn thấy chưa? Ngon chưa? Rồi thêm múc khả năng múc nước vào đây để chấm các bạn ạ. Chấm xuống đây này, tí nó bún xuống ấy. Cái này trộn cùng rất là ngon. Béo nhỉ. Ở quê mình rất là lạnh các bạn ạ. Nước đậm lắm anh ạ, chan bún này ngon lắm. Nó này đậm đà lắm. Mình sẽ thử miếng ấy đi, thử miếng thịt đi, xem đậm đà chưa, vừa chưa. Mời cả nhà nhá. Nhừ rồi, ngon lắm. Nhừ chưa làm chưa? Anh cho gia vị vừa bạn, mình cho gia vị vừa. Vừa lấy mình cho gia vị và thứ nó cũng vừa rồi. Và cả vừa lấy lúc trước khi nhấc xuống mình cũng thử một lần nó nhừ rồi các bạn ạ. Mình sẽ thử một miếng xương này. Các bạn nhìn xương cái chân sú này, nó nhừ lắm rồi. Mình sẽ thử một miếng ấy này đi. Miếng chỗ thịt này, thịt má này. Mình mời tất cả các bạn nha. Nhiều lắm rồi, ăn ngon lắm rồi. Bún này ăn đậm đà nhỉ. Nhừ hết rồi. Ngon thật. Có mình hấp ít rượu xuống ấy. Thật ra nó rất là. Miếng này nhìn ngon nha anh. Đây, ăn miếng xương này mới ngon này. Tất cả những cái gia vị này rất là thơm, các bạn có thể tham khảo theo kênh mình cũng được nha các bạn nhé. Nếu các bạn có cách nào hay hơn có thể cho vợ chồng mình biết ở dưới phần bình luận đấy, để vợ chồng mình hỏi thêm từ các bạn nhé. Còn làm như này như thế này rất là ngon các bạn. Bạn mà ngon. Mình sẽ thử một miếng bún nha các bạn, thông cảm nhé, một tay mình cầm máy đâm ra mình sẽ không cầm bát lên được. Ngon. Được. Này, ngon đấy. Mình mời các bạn nha. Sẽ thử thêm một miếng này nha các bạn nhé. Tuyệt vời. Bún nó trộn cùng nó béo rất là ngon. Mưa, trời mưa để ăn món này hợp lại nhỉ? Vâng, hợp.
không ấy một tí nào, cái này ăn nó cái nó quyện nhau ngon. Mùi cái mùi rượu hấp xuống nó nồng lên cái mùi mùi kiểu như giống y hệt như mùi cầy luôn các bạn. Gia vị này, mắm tôm này, các thứ quyện vào nhau ăn ngon, béo ngon. Các bạn nào có cách nào hay hơn thì có thể cho vợ chồng mình tham khảo thêm nhé các bạn nhé. Mình cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm theo dõi cái channel vợ chồng mình nhé. Nếu các bạn thấy video này hay và bổ ích thì hãy cho vợ chồng mình một like và chia sẻ cho mọi người cùng biết. Đồng thời ấn đăng ký kênh để ủng hộ vợ chồng mình nhé. Có lẽ mình xin khép clip tại đây các bạn ạ. Mình chúc các bạn một ngày vui vẻ nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.